Xin chào mọi người, nhất là những người tuổi ngọ. Đây là video clip mình làm về tử vi của tháng mậu ngọ năm Mậu Tuất 2018, tức là tháng 5 âm lịch của năm 2018. Đối với tất cả những người tuổi ngọ, vì đây là cái tháng tuổi, người ta gọi là năm sinh tháng tuổi thì nó có nhiều điều không tốt đẹp. Tuy nhiên thì toàn năm của chúng ta về địa chi thì nó vẫn là tam hợp hoặc là tam tai năm cuối. Tam hợp dần ngõ tốt nhưng đồng thời cũng là tam tai năm cuối, cho nên nó có nhiều cái sự đặc biệt ở trong cái năm này. Thì đây là cái video mình có thể nói là năm nay, mình đã nói từ đầu năm nay là cẩn người tuổi ngọ cẩn thận cái tháng này. Tháng này đối với cái người mà mệnh hỏa mệnh thổ thì nó đỡ đần, nhưng mà người mệnh mộc và người mệnh kim thì rõ ràng là không tốt đẹp. Thì đầu tiên hết là mình phải đi xét giáp ngọ. Sinh năm 1954, người ta còn gọi là vân trung chi mã, ngựa mà chạy trong mây á, mệnh là sa trung kim, chúng ta vàng trong cát đó ha. Thì người này á thì nam mạng thì toàn năm là sao Thổ Tú, nữ mạng là sao Văn Hớn. Hai cái sao này là đều đem lại rối rắm và tai đầu ốm bất an. Vận niên thì hai người đều là trư phùng hỏa, heo gặp lửa ha, bị heo quay ha. Gặp năm nay mệnh kim mà gặp năm mộc, năm bình địa mộc vốn dĩ lại là năm hỏa vượng, can mộc thuộc dương thì là hỏa đó rất là sẽ rất là khó khăn, thì đó người mệnh kim. Bây giờ vào tháng hỏa nữa thì để xem coi thử là người này nó như thế nào ha. Mệnh thì như đã nói ha, hỏa nó khắc kim, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận sức khỏe và bổn mạng, đề phòng tai nạn, không nên đi xa ha. Đặc biệt và mình đã nói là rơi vào trong cái tháng sinh nữa, thì cái tháng tuổi nữa, cho nên là cẩn thận nhiều điều, nhất là bổn mạng ha, bổn mạng bị tương khắc. Năm nay là vốn dĩ đã không suôn sẻ về cái việc bổn mạng rồi, bây giờ lại thêm cái vụ này nữa của cái tháng năm nữa thì cẩn thận nhiều điều. Thiên can á, chữ giáp thì nó lại khắc các chữ mậu, như vậy là thiên can tương khắc tháng, sống cho công việc dễ gặp chống phá và nhiều điều không tốt đẹp. Thêm cái vụ mà hỏa nó khắc kim nữa thì những cái tinh quân tốt ở trong cái tử vi năm nay đối của các anh các chị thì nó sẽ mất cái tác dụng, và nó mất cái tác dụng thì các anh các chị cũng biết rồi ha, nó đem sẽ đến nhiều điều. Cái vần thiên can mà chữ giáp khắc mậu này nó nặng về cái công việc thì là các anh các chị thì em cực kỳ cẩn thận. Đi chi thì tháng ngọ, tuổi ngọ gặp tháng ngọ, là người ta nói ngọ gặp ngọ là thuộc cái nhóm tự hình, và ý nghĩa của tự hình đó là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh loại trừ bên yếu ha. Còn gọi là năm sinh tháng đẻ thì rõ ràng là với người giáp ngọ sinh năm 1954 thì tháng năm âm lịch đầy khó khăn. Vì sao? Vì là mạng khắc, mạng là bị tháng khắc, thiên can giáp khắc mậu, địa chi ngọ với ngọ là tự hình. Như vậy là từ công việc bổn mạng cho đến sức khỏe, cho đến gia đạo ẩn chứa rất là nhiều khó khăn chờ đón các anh chị ở trong cái tháng mậu ngọ của năm Mậu Tuất 2018 này. Hy vọng là các anh chị có được cái thông tin này và biết rằng mình nên cương nhu như thế nào ha, và nên cẩn thận ra sao đặc biệt ha. Rồi, người tiếp theo đó là người đứng ngọ sinh năm 1966, người ta gọi là hành lộ chi mã, ngựa chạy trên đường ha. Mệnh là thiên hà thủy, mình đã làm cái vận hạn của người này ở trong cái năm Mậu Tuất 2018 rồi, và vận hạn 6 tháng đầu năm rồi, thì bây giờ mình chỉ nói sơ thôi là nó như thế nào thôi. Thì các anh nam thì năm nay may mắn có sao thái âm chiếu mạng ha, tuy nhiên các chị nữ có cái sao thái bạch, thì người ta gọi là sao thái bạch để quét sạch cửa nhà. Nhưng mà bây giờ các chị nữ cũng yên tâm, với cái sao thái bạch mà các chị là người hành thủy thì sao thái bạch nó thì hành kim, nó vốn dĩ kim nó sinh thủy thì nó không tác dụng đối với các chị nhiều, nhưng nó cũng không phải là nhẹ nhàng, vì dù sao đây nữa đi nữa thì năm nay cũng là năm tam tai năm cuối đối với tuổi bính tuổi ngọ của các anh các chị. Thì em thì ngọ nhỏ, em thì ngọ mệnh hỏa, thì mới mùng 1 thôi là đã trúng gió rồi, hôm qua ói nữa ha. Quay cái video này nửa chừng chịu không nổi, đi ói đi mửa tùm lum rồi, thì xong rồi, do là hôm nay nó khỏe khỏe hơn, tiếp tục làm.
và để kịp cho mọi người ứng dụng vào cái năm cái tháng này. Rồi, xét về động tháng thì nó như thế nào? Mạng thì các anh các chị là bằng thủy, thủy thì nó khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, phòng bệnh, phòng tai nạn nhẹ ha. Bổn mạng có chút khó khăn nhưng không quá khó khăn như là người giáp ngọ ha. Thiên can mậu với bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ à, về mặt tử vi. Còn về mặt nạp âm ngũ hành của thiên can á, là chữ mậu thuộc thổ, bính thuộc hỏa, cho nên là thuộc dòng tương sinh. Mà nếu mà tương sinh như vậy á, là hỏa sinh thổ, công việc dễ sinh tượng đài nhưng không quá to lớn, do là bính sinh mậu về nạp âm ngũ hành chứ không phải là mậu sinh bính ha. Thì công việc tốt đẹp là được rồi. Các anh các chị ở tuổi này là đang ở trong cái giai đoạn công việc, cho nên là công việc được tổ sự tốt đẹp thì quá ngon lành rồi. À, với các anh thì có sao Thái Âm thì một cái ngôi sao mà đem đến may mắn và danh lộc tốt, hy vọng rằng nó sẽ ok. Vận niên của các anh các chị thì như đã nói rồi, mình là hậu thực quả mà phải ăn trái cây nó rất là tốt ha. Rồi thiên can á, nếu vậy còn địa chi á, là ngọ ngọ thuộc nhóm tự hình à, mà ý nghĩa của tự hình thì em đã giải thích ở trên giáp ngọ rồi, thì nó là sự cạnh tranh giữa bên yếu với giữa bên mạnh. Nói chung là gia đạo có chút xào xáo sâu sạc nhưng mà không quá đến nỗi nặng nề ha, vì nó chỉ là tự hình chứ không phải nó là lộc xung. Đơn giản như vậy thì đối với các anh các chị mà tuổi bính ngọ sinh năm 1966 thì rõ ràng là tháng năm dù là tháng tuổi thì cũng có được một chút xíu, đó là công việc vẫn ổn định, có thể sinh tài lộc nhưng không nhiều. Mệnh thì dù sao đi nữa mình thủy khắc hỏa cho nên là có ảnh hưởng của mệnh chút xíu cũng nhẹ nhàng ha. Chỉ chủ yếu là phần địa chi là thuộc nhóm tự hình thì gia đạo có thể sẽ đem đến một vài cái điều không vui cho các anh các chị, cho nên là các anh các chị cẩn thận. Tiếp đến đó là những người tuổi Mậu Ngọ à, sinh năm 1978, cửu nội chi mã, ngựa trong chuồng, thích thì người ta cho ăn, không thích thì không cho ăn ha. Rồi vậy cho nên là con ngựa này khổ lắm ha. Ngựa mệnh hỏa, giỏi thì giỏi nhưng mà chả có được cái gì cả. Nam mạng thì như đã làm đó là sao Thái Dương, là một cái ngôi sao mà may mắn danh lộc tốt. Cái sao Thái Dương này rất tốt cho người mệnh hỏa ha, tức là người những người thiên thượng hỏa. Nhưng mà nữ thì những sao Thổ Tú vẫn còn rối ren trở ngại à, vận niên thì dù sao thì vận niên mà xà âm tỉnh nó cũng không như cẩu cuồng phong ha. Mình vẫn còn bị bức bối bực bội thôi, nhưng mà chưa không có điên cuồng như cái vận niên của năm ngoái là cậu cùng không à. Rồi xét xem coi tháng Mậu Ngọ, tháng năm âm lịch năm nay là đặc biệt là tháng Mậu Ngọ luôn, thì như đã nói là tháng luôn cả tháng tuổi của mình là cũng giống nhau, thì đặc biệt nó sẽ xảy ra những điều không có tốt đẹp ha. Điển hình mới mùng một là trúng gió rồi ha, trúng số chúng mà đem đi trúng gió ha. Thấy ngon không? Và nó sẽ có nhiều điều khó khăn ở trong cái năm tam tai năm cuối. Dù gì mình mới bị năm ngoái nặng, năm nay nó tam tai nó vẫn nhẹ nhẹ hơn chút thôi, chứ nó không được như những người tuổi Dần. Thì mạng và hỏa đồng hàng ha, bản mệnh sức khỏe thì gọi là ổn, có bệnh thì cũng dễ dàng vượt qua, không quá nặng nề đó chứ không. Nhưng qua mới bệnh hôm nay có thể quay video clip để đưa cho mọi người, để cảnh báo với mọi người ha. Nhưng mà nói vậy thôi chứ thật sự là vẫn còn đang rất là mệt, nhưng mà mình cố gắng thôi. Công việc mà đã là cái nghiệp thì còn sức thì còn làm. Thiên can chữ mậu đồng hàng can giống nhau, công việc cũng dễ dàng ha. Có khó khăn thì cũng thâu tóm để vượt qua được. Địa chi ngọ ngọ thuộc nhóm tự hình, ý nghĩa của nhóm tự hình thì đã giải thích ở trên người bính ngọ giống ngọ rồi, thì nó là quấy nhiễu một chút xíu, cho nên là sự buồn phiền về gia đạo và tình cảm là cái điều mà khó tránh khỏi đối với những người tuổi Mậu Ngọ. Nói thật là như vậy, đó là về mặt tử vi, về mặt sách vở thì đã nói cùng hàng hỏa, cùng can mậu, cùng địa chi ngọ thì nó như nhau, không xung không hại, thì có ngọ với ngọ là tự hình thôi. Nhưng thực chất ra là dù gì đi nữa thì cái tháng tuổi, tháng là tháng bản mệnh mình luôn, thì khó có thể mà nhiều điều nó xuất thanh thông. Nhưng mà tôi biết là đã nói, thì theo nghiên cứu của mình thì mình thấy rằng đó là mình cảm nhận thấy rằng là
những người Mậu Ngọ mà rơi vào tháng Mậu Ngọ luôn thì thật sự là cái điều không tốt ha. Mấy anh Mậu Ngọ này là tháng này là tháng World Cup nữa ha, mình chơi vô tháng Mậu Ngọ luôn. World Cup thì cứ 4 năm nó có một lần thì nó lâu đó, nhưng mà cũng đừng có thẳng tay ha. Thẳng tay là mình thấy rằng là không có điều tốt đẹp đâu ha. Mình dù sao đi nữa là mình cũng phải biết né, đúng không? Chứ còn không là mình hỏi ha, đừng có mà vì World Cup mà để gia đạo đã bị tử hình rồi mà xảy ra nhiều điều khó khăn hơn nữa. Thì mà World Cup mà đi luôn bây giờ con nó sẽ cho mình ra đường có gì đâu, đúng không? Cho nên là cẩn thận mấy anh bọn họ ha. Rồi tiếp đến là các em Canh Ngọ sinh năm 1990, người ta gọi là Thất Lý Chi Mã, người ở trong nhà ha, mệnh là Lộ Bàn Thổ. Như vậy là người của các em thì được sinh lợi ở trong bổ mệnh, và tháng Mậu Ngọ tháng hỏa, các em là mệnh thổ cho nên là hỏa sinh thổ, bổ mạng được tương sinh ha, rất tốt cho sức khỏe, không phải lo lắng gì về mặt tai nạn về bổ mạng ha. Còn những thế mà các tinh quân tốt ở trong cái sao hạng tử vi của cả năm sẽ được hưởng lợi, tức là tài tinh ha, cho nên là có thể nói rằng các em ngon lành ở trong cái bổ mạng. Về thiên can á, chữ Canh với chữ Mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng vị chủ ha. Ngũ hành của thiên can á là Canh Kim Mậu là Thổ, cho nên là có thể nói là ngũ hành là ban ngũ hành của thiên can là tương sinh, công việc dễ sinh tiền tài ha, rất là ngon lành ha. Ngon cái gì chứ mà có sinh tiền tài, các em này đang là xung mạng tuổi Ngựa ha. Các em tuổi Canh Ngọ thì anh đã nói ở trong cái clip và trong đời không, các em chỉ cần một cái sự gọi là một chút kiên trì thôi, do là cái Canh Ngọ của các em nó sức thay đổi lắm, cho nên là cần một chút kiên trì thôi là có thể thành công. Tháng này tuy là tháng tuổi, tuy nhiên là cũng có nhiều điều tốt đẹp. Thì phần địa chi thì cũng đã như đã nói, các cái tuổi Ngọ khác thì nó thuộc nhóm tự hình, mà tự hình thì nó sẽ có một chút gì đó xào xáo ở trong gia đạo à, thì rõ ràng đúng không? Như vậy thì đối với người Canh Ngọ, tháng Mậu Ngọ này tuy là tháng tuổi nhưng sẽ có nhiều điều tốt đẹp. Tại vì sao? Vì các em là mệnh thổ, được mệnh cái hỏa của tháng nó tương sinh, mà nên nhớ là năm nay Canh Mậu thuộc dương, ngũ hành là hợp hỏa, cho nên hỏa rất vượng, sẽ tốt cho những người mệnh thổ à, hỏa sinh thổ mà, thấy không? Thì dễ sinh tài lộc, dễ có tiền tài. Tuy nhiên gia đạo thì cũng có chút rắc rối, các em nhớ cẩn thận ha, đừng có gì nghĩ lại là mình vô tháng Ngọ nhưng mà mình vẫn tốt mà làm tới, dù gì đi nữa thì nó cũng còn là tháng tuổi. Tháng tuổi thì nó không có những cái điều mà nó không tốt đẹp nó xảy đến, ngoài cái việc nó phân tích về tử vi phong thủy như anh vừa nói ha. Rồi tiếp theo là người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 1942 và 2002. Thì các em ở trong sinh năm 2002 thì ổn rồi, đã thi xong rồi ha, và đang ở trong quá trình nghỉ hè. Còn các bác là sinh năm 1942 thì đã lớn tuổi, đang ở trong cái giai đoạn gọi là hưởng thụ tuổi già, cho nên là mình không nặng nề rồi quần ăn, mà chỉ xét nhiều về mặt bổn mạng và gia đạo. Thì bổn mạng là người mà Nhâm Ngọ đó là quân trung chi mã, người ta gọi là ngựa chiến, ngựa trên chiến trường ha. Mệnh là Dương Liễu Mộc à, của cây dương. Năm nay nam mạng của Nhâm Ngọ thì sao Thái Dương, nữ mạng thì sao Thổ Tú, rối rắm nạn ba ha. Vận niên thì cả hai là Hổ Dẫm Thiên hết thì rất là tốt ha. Tuy nhiên là mình sẽ xét xem là hôm nay nó như thế nào, tháng này đối với này nè. Mạng thì các bác hoặc là các em là đều mệnh mộc, người Nhâm Ngọ là mệnh mộc à, bản mệnh sinh xuất ha, sức khỏe suy yếu, cẩn trọng nhiều điều à, mình bị sinh xuất bản mệnh, nên nhớ là hôm nay cũng người đối với người Nhâm Ngọ thì là mệnh mộc. Năm nay tuy là năm bình địa mộc nhưng mà năm nay là năm can mộc, nó thuộc dương, cho nên là ngũ hành hợp hỏa, hỏa sẽ vượng, cho nên là sinh xuất bản mệnh sẽ làm cho cái bổn mệnh của người này rất luôn luôn cảm thấy khó khăn và không được khỏe khoắn lắm ha. Thiên can á, của tháng đó là Mậu, nó khác nhau
tháng khắc thiên can, công việc dễ gặp nhiều điều không tốt, công tài dễ lâm vào bế tắc. Như đã nói thì một là các em còn nhỏ mới học xong, đang học đang ở trong thời kỳ nghỉ hè, hai là các bạn đã lớn không có làm ăn, cho nên là cái phần thiên can này, tương khắc này nó vẫn nói về cái mấu chốt của cuộc sống thôi. Có thể là cái cuộc sống đem lại nhiều điều cảm thấy là chưa vừa ý ha, có cản trở gì đó, có thể là có đem một chút buồn phiền của con cái. Địa chi ngọ ngọ thì thuộc nhóm tự hình, như đã nói thì tất cả những người tuổi ngọ thì gặp tháng ngọ thì dễ sinh những chuyện rối rắm thị phi tai tiếng ha. Nhưng mà các em này còn nhỏ thì cũng chả tai tiếng gì, các bác lớn thì chắc là con cái không có chăm sóc mình đúng với những gì mình mong muốn, cho nên là cảm thấy nó buồn phiền một chút ha. Còn các em mà còn nhỏ nhâm ngọ này chắc yêu đương nhăng nhít thì đó, thì có chút không vui vẻ trong cái cuộc sống. Như vậy là mình đã tổng hợp xong cái tử vi của tháng mùa ngọ đối với những người tuổi ngọ ha. Thì cũng có người là tốt và cũng có tuổi thì xấu. Hy vọng rằng với cái thông tin này sẽ giúp ích được cho những người tuổi ngọ có được cái một cái gì đó để vận dụng vào cái tháng gọi là tháng tuổi báo hiệu nhiều điều khó khăn, có thể kể cả sức khỏe lẫn công việc. Hai tuổi ngọ xem thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi ngọ khác được biết. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái tử vi vận hạn của các tuổi khác mà mọi người quan tâm. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.